Hai xe. À hai xe là cùng một đoàn lên rồi. Vâng vâng. Đoàn bạn ra cũng là một đoàn này thôi ạ. Hai xe. Kén tằm này là kén tằm xưa cổ của Việt Nam này, năng suất của nó rất là thấp, chỉ được tầm 200-300 meter thôi. Cho nên là người ta đã tái tạo ra kén trắng này. Thì kén trắng này thì một cái kén nó rơi vào tầm 600-700-1000 meter, rất dài, năng suất cao. Và các sản phẩm trên thị trường hiện nay người ta dùng cái kén tằm trắng này để dệt này. Còn đây là kén tằm đôi, có nghĩa là hai con tằm nó cùng nhà tơ thì nó bị rối vào nhau rồi. Thông thường ngày xưa kén đôi này người ta sẽ bỏ đi vì không dùng được, tơ rối không tách được ra. Bây giờ người ta sẽ tận dụng kén đôi này để làm một cái kén trắng tơ tằm. Đang mời cái kén đôi này mình làm được một cái mũ nón tơ như thế này đấy ạ. 260 cái mũ nón tơ thì chúng ta làm được một cái giọt chăn. Và cái giọt chăn thành phẩm châu như thế nào và nó khác những giọt chăn thông thường ở đâu thì mời cô chú anh chị chúng ta đi tham quan thêm. Đặc biệt hơn đó ngay chúng ta biết được cách phân biệt được tơ thật tơ giả và cách để bảo vệ tơ tằm sau dùng để cho lâu bền và không để hỏng nhá. Đây em mời cả nhà đấy ạ. À, vâng, mềm như tơ, dối cũng như tơ. Các sản phẩm về tơ tằm thì từ xưa đến nay luôn là hàng thực phẩm rồi. Đây em mời các chị ngay chúng ta cùng đi tìm hiểu thêm một chút ạ. À, ở đây có ghế ngồi, em mời hai vị chúng ta ngồi vài phút để mình tìm hiểu sâu hơn về tơ trước khi mình ra ngoài tham quan nhé. Không cần nghe đâu ạ, tất cả các sản phẩm đêm trải cho mọi người xem và quan trọng hơn là mình biết được cách phân biệt tơ là tơ giả như thế nào. Này, tơ tằm. Ai muốn nghe thì mình vào trong thì ngồi ghế nhá. Ai muốn nghe chúng ta vào đây ạ. Vâng ạ. Có ghế ngồi chúng ta cứ vào trong mình ngồi đi nhá, ngồi ít phút và em sẽ chia sẻ với mọi người cách để làm sao phân biệt được tơ thật tơ giả. Ngồi ghế đầu tiên đi mọi người ơi, hàng đầu tiên mình cứ ngồi lên đi ạ. Cứ ngồi đi. Sản phẩm về tơ tằm chúng ta biết nhiều rồi, cái nhưng mà đó chỉ có cổ là quần áo vải lụa tơ tằm thôi đúng không? Nhưng mà cái sản phẩm hôm nay em giới thiệu mọi người nó là chăn da lụa tơ tằm, cái sản phẩm mà gắn liền với cuộc sống của chúng ta. Ừ, xin giá đây là nói trong chuyển khoản đấy chắc. Đây nhé mọi người ơi, đây là cái giọt chăn tơ tằm mà chúng ta sẽ làm thủ công này. Bên ngoài em có giới thiệu với mọi người cách để cho mình làm được một cái giọt chăn, đó là mình dùng cái kén tằm đôi đấy, mình độ mềm lên xong đó là mình tách tơ và chỉ có cái dòng chăn tơ tằm này là làm thủ công hoàn toàn này. Và đây cũng là cái chăn duy nhất hiện nay trên thị trường mà làm từ sợi tơ tằm nguyên bản, không qua bất kỳ xử lý nào, chúng ta chỉ luộc mềm lên xong đó là tách lấy tơ thôi và cố định ở bốn góc. Thì mọi người xem nhé, nó khác hoàn toàn những cái giọt chăn mình đã dùng đúng không ạ. Thông thường giọt chăn bông thì không có đầu khóa để chúng ta kéo vào bên trong nhìn như thế này. Thứ hai đó là giọt chăn bình thường nó có đường trần đúng không ạ, trần để cho bông nó không bị dồn. Nhưng mà riêng về tơ này thì nó cứ dài cả cây số, nó đan xen vào nhau ấy chắc lắm nên mình không cần trần đâu. Cái thứ hai nữa là tơ tằm thì nó không thấm nước, cho nên là khi mà mình giặt ấy, khác với bông cốt tông là nó ngập nước là nó vẫn cục ngay, và khi mà khô chúng ta phải gỡ ra nó mới tan được ra. Thế còn cái này thì nước trôi qua nó chỉ cuốn đi theo bụi bẩn thôi, còn hoàn toàn nó không có bị xô, không có bị bón. Cho nên là mình giặt cái này nhá, mọi người dùng giặt thoải mái rất là dễ thôi, cho hết vào máy giặt chúng ta giặt. Và giặt xong chỉ chú ý là mình không phơi nắng thôi, mình nếu phơi nắng thì nó sẽ xô giống như tóc của
của mình mà đi nắng nhiều đã bị chảy mọt chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta cứ thử sờ thử qua đi ạ. Tơ tự nhiên và tơ bằng 100% thì chúng ta sờ rất là mềm. Đây đây. Cống giống sơ nghe là sơ lông giảm. Cái bỏ mua cho ba nhân lên các bạn. Và cái dầu chay tôi đóng nó đặc biệt chỗ là bình thường cái dầu chay mình chỉ đắp được cho mùa đông thôi. Nhưng mà riêng cái dầu chay tôi tạm này nhá, mình dùng được cho cả 4 mùa. Vì mùa hè đắp có vẫn thoáng nhẹ cho nên nó sờ đi, sờ đi. Mùa đông cái chay tôi tạm này nó mềm mượt. Nó gọi là làn da thứ hai của cơ thể. Tấm mới nói chuyện bánh sơ vậy nha. Dạ, rõ sơ cả này. Mọi người ơi, trả lại cho em nhé để em báo. Trả lại cho em, trả lại cho em. Anh sơ. Anh Hòa. Chuyên giá. Vâng, hơi bị nổi bật luôn. Bật bật luôn. Chuyên giá. Cái trang này. Tay đi. Bật tay đi. Một cầu thủ đến từ Cameroon. Mềm không anh? Mềm. Nó là mềm. Ấm. Cái lòng trắng tơ này nhé. Đắp của đông vào 3 giây thôi là bắt đầu ấm rồi. Công ty mọi người thử đi ạ. Mình tất cả tay mình cũng đắp hết. Đây. 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 Mọi người cho em xin vài phút nữa để em giải hết ra, vì nó có nhiều loại khác nhau. Bây giờ em nói mọi người sẽ quên vì không phân biệt được loại nào với loại nào. Thì đấy, trước tiên thì mình biết giá của nó thì mình biết qua cái cách làm sao để biết nó là thật hay giả nhé. Tại vì cái quan trọng nhất là mình phải phân biệt được nó là chân thật hay chân giả, tơ thật hay tơ giả. Thì tơ tằm thì nó là chất xuất từ protein động vật, nó là nước dãi của con tằm ấy, cho nên là cái mùi khét của nó và cái cấu trúc của nó y hệt như tóc người khi mà chúng ta đốt ấy. Đây anh gửi thử giúp em cho con tằm mùi. Con tằm mùi chân giò thôi thì nấu dạng cây á, nếu mà giống thì là chính nó rồi đấy. Anh đi hút thuốc lá. Đây 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 đây. Mùi thuốc lá. Lá khét đẹp như mùi tóc cháy ấy. Anh thấy mùi như là em mùi thằng Long. Hai con cho hai bầu thuốc lá. Đúng rồi, cho chuyên gia về rơ và gửi. Cái này là chuẩn 100% luôn. Bởi vì chỉ có tôi làm mình đốt thì thấy là như thế thôi. Thứ hai nữa là cái thứ ba, cái than của nó hình bao này, nó hình bột như này này. Chứ nó không có cục nó, mà có cục là nó là anh như mềm. Lông rồi. Mềm. Đúng rồi. Đó là sạch ra cho em đèo tí nào. Đây nha, bây giờ em sẽ giải ra cho mọi người và sau đó là em nói qua về cái giá cả cho mọi người biết. Mình biết cái giá để sau này mình có muốn trải nghiệm đồ tiên đẳng thì mình cũng có thể mua được giá rẻ nhất, không bị đắt nhé. Con gái nó cái nắng trong đi lên nào rồi. Con gái. Ngày xưa thì dành cho vui với mọi người. Mọi người phân biệt được nhé. Cái này là kén tằm vàng pha với kén tằm trắng này. Nó sẽ là đan xen dệt với nhau. Mọi người thấy không ạ? Có độ ấm rất là đẹp. Cái này là dệt khó lắm nhé. Cái này là dệt khó hơn là mình dệt bình thường. Kén vàng trắng nó lẫn lộn này. Kén vàng trắng anh ơi. Loại này là loại theo riêng biệt và theo nổi này. Rồi kén đẹp này. Ông ảnh này. Ông ảnh này nhận dùng trang ca lửa tơ tằm nhé. Thì giống mặt nạ toàn thân ấy. Các chị đắp cái trang này sáng dậy cũng chỉ là gần gái 18 ấy. Trông em 38 tuổi mà coi trông cứ như 37 ấy đúng không? Đấy, trắng mịn đi nhé. Đấy, mình dùng cái bộ này đấy. Mình cứ trẻ dần ra thôi các chị ạ. Mà các anh là thích nhất ấy. Cái này chẳng cảm giác sao nói nó làm đẹp rồi. Nó không cần đánh là mình đắp thì nó đẹp đâu. Mà thực chất là cái tơ này là nó không có kích điện ấy. Mình đắp vào mình không bị ma sát thì nó không bị khô da, nó không bị rụng tóc. Đấy. Thế thì đây là cái ba cái loại khác nhau. Thì em sẽ báo sơ cho mọi người nghe. Cái giá của cái ruột chăm tông tơ ở bên ngoài thị trường ấy, nó có cái loại chăm tơ nhà tơ tự nhiên ấy. Nó đắt lắm. Nhà tự nhiên nó rơi vào tầm mười mấy 20 triệu. Cái này là càng ngày càng đẹp. Mình làm thủ công thì nó rẻ hơn nhiều này. Mà cái chăn này phải nói là cái chăn bền vĩnh cửu luôn ấy. Mình một cái chăn này mình dùng cả đời thôi, không cần phải thay đâu. Một năm chỉ cần một giặt một lần thôi. Vì bản chất nó đang kháng khuẩn rồi, mình giặt cho chơi bụi bẩn đi thôi. Thì là một cái ruột chăn này giá gốc nhé. Giá gốc của nó là 3 triệu đồng một tấm ruột. Nhưng mà mình sẽ được giảm đến 30%. Bởi vì đoàn nhà mình nghĩ rất là nâng. Ở đây thì cứ dành cho khách đến tham quan trực tiếp trải nghiệm thì mình sẽ được giảm giá 10%, 20%. Nhưng mà đoàn nhà mình rất đông cho nên mình đề nghị được sự giảm giá cao nhất là đến 30%. Và một bộ còn 2 triệu 1. Và đây là một bộ.
đầy đủ các món nhé, bao gồm vỏ chăn này, ga chạy giường này, hai vỏ gối này thì là 4 triệu, giảm 30% thì còn là 2,8 triệu. Cả gối cả gối cả gối này, vâng, cả chăn này, cả ga cả gối nó như một hình bộ trên hình thì chỉ là 2,1 2,8, cái da cái dòng này 2,8, còn cái ruột riêng này là 2,1. Thì là mỗi một cái bộ như thế này mình được tặng một đôi gối, à một cái gối chứ. Chị ơi đây, hai người đang được cái gối. Đây là gối cao su non này, mà mọi người có thể lên mạng chúng ta search cái giá gối cao su ở trên mạng. Gối cao su nếu mà cao su 100% thiên nhiên như thế này, rẻ nhất là 1,1 triệu một chiếc, và liên á vận thành thì nó rơi vào tầm hơn 2 triệu một đôi. Nhưng ở đây mọi người ơi chỉ giá 1,2 triệu thôi, 1,2 triệu một đôi, nhưng mà sẽ được tặng cho mọi người nhé. Chúng ta mua một bộ gọt này chúng ta được tặng một chiếc, nếu mình lấy cả cái ruột nữa là mình được tặng một đôi. Thế là cái phần quà là 1,2 triệu rồi đấy ạ. Còn đây là cái gối nhỏ hơn dành cho ai thích nằm thấp này. Cái cơ bản của cái gối này nó đặc biệt ở chỗ là nó một bên cao một bên thấp này, thiết kế theo cái cổ vai gáy của mình, theo đường cong của mình nhé. Khi mình gối lên á thì là tiếp xúc hoàn toàn với gối, mình không có bị đau, không có bị hở. 80% dân số của Việt Nam mình là cứ tầm tuổi 50 trở đi là bị thoái hóa đốt sống cổ, đau nhức vai gáy là vì mình dùng gối sai cách ấy. Mình cũng không nên làm gối cao quá, nằm cao quá thì máu không lưu thông lên não được, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng cái gối có chiều cao tối đa là 12 cm như thế này, tối đa thôi nhé, mọi người đừng nằm cao quá. Đấy, một cái là 12 cm và một bên là 10 cm, chúng ta có thể tùy chọn. Nam thì mình nằm cao, nữ thì mình nằm thấp thôi, và ai mà thích nằm thấp hơn nữa thì mình sẽ chọn cái dòng này là 1,9 hoặc 1,7. Và mình sẽ được tặng kèm một bộ một đôi gối nếu mà mình lấy tất cả một bộ lụa, còn mà mình lấy một cái bộ này không thôi thì mình sẽ được tặng một chiếc nhé, hoặc là một chiếc to hoặc là một đôi nhỏ. Đó, giá của nó là 1,2 triệu. Đây là 100% mọi người này, chứ nếu mà nó là phao chụp biển ấy thì nó sẽ bị đàn hồi, nó không được tốt, thì khi mình xoắn lại mình bỏ ra nó không bung ngay được đâu. Cách để mọi người thử cao su ấy có bị không nguyên chất hay không? Châu với châu thế này. Anh nói cái gì ạ? Này mình mua một cái, một cái với chồng không chịu, chồng nó lại. À đúng rồi, mình mua là mình mua một đôi. Người ta cố là làm một đôi mà nó không có khâu trung gian, nên là giá có thể ưu đãi rất là nhiều. À, cái vỏ này thì là có cả dòng to nhất đây này, nếu mà giường nhà ai mà 2,5 mét thì mình vẫn dùng vừa được nhé. Cái ga. Vâng anh ạ. Cái số điện thoại, cái sáu này cô.